Bây giờ là khung giờ phát sóng quen thuộc của bản tin nóng 24 giờ trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ 0 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2021, Long An tạm dừng thêm một số hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu cho đến khi có thông báo mới như câu lạc bộ bida, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, các điểm truy cập Internet, những hoạt động thể thao võ thuật có tiếp xúc trực tiếp. Các hoạt động sự kiện tập trung từ 50 người trở lên trong cùng một thời điểm, kể cả dịch vụ nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ ăn uống và hoạt động tổ chức ăn uống tập thể như là đám hiếu, đám hỷ. Các hoạt động sự kiện tập trung từ 50 người trở xuống phải thực hiện giãn cách, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phải có cam kết với chính quyền, cơ quan, cơ sở, đảm bảo đủ điều kiện và thực hiện các nội dung, những biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Còn bây giờ, sẽ là những thông tin đáng chú ý của bản tin hôm nay. Khu du lịch núi Sam tạm dừng đón khách để phòng tránh dịch COVID-19. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 tại thành phố Cần Thơ, thí sinh có chứng chỉ HSK sẽ được miễn thi bài thi ngoại ngữ. Rác quảng cáo, một cụm từ gây nhức đầu cho thành phố Hồ Chí Minh. Vùng miền Tây kỳ thú gặp gỡ vị bác sĩ chuyên phục chế xe cổ. Kính thưa quý vị, dự án luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn 1 đã được khai thác và hoàn thành từ tháng 4 năm 2017, cho tàu trọng tải đến 10.000 tấn đầy tải, 20.000 tấn giảm tải, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Tuy nhiên, do chưa thực hiện được giai đoạn 2 nên hiệu quả tổng thể của dự án vẫn chưa được phát huy tối đa, ảnh hưởng đến quá trình khai thác liên tục của luồng tàu. Cử tri thành phố Cần Thơ cũng đã gửi văn bản đề xuất để giải quyết vấn đề này. Đến nay thì Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời đề xuất bố trí vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tiến hành thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Trước đó, cử tri thành phố Cần Thơ gửi văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải có giải pháp đầu tư hoàn thiện dự án luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 để phát huy hiệu quả khai thác cảng Cái Cui, góp phần giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Giao thông Vận tải gửi văn bản cũng cho biết đang tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 của dự án và nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền cân đối bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để sớm thực hiện giai đoạn 2 nhằm đảm bảo tính đồng bộ của dự án. Được biết, công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu là dự án trọng điểm quốc gia với mục tiêu thu hút nâng cao năng lực thông qua hàng hóa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án được triển khai thi công từ năm 2009, tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên dự án đã phải dừng giãn tiến độ cho đến đầu năm 2014 được Quốc hội thông qua và tái khởi động. Thưa quý vị, sáng 11 tháng 5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 10 tháng 5, Ban Chỉ đạo đã ra công điện hỏa tốc số 628 về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối. Công điện đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Việt Nam, đặc biệt tại các bệnh viện đang diễn biến rất phức tạp, đến nay đã có nhiều bệnh viện phải phong tỏa. Và còn tại tỉnh An Giang, chiều ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đã quyết định tạm ngừng đón khách tham quan và chiêm bái tại khu du lịch quốc gia núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2021, tạm dừng các hoạt động tổ chức trong khu du lịch quốc gia núi Sam, đồng thời tạm dừng việc đón khách và thu phí tham quan vào khu du lịch quốc gia núi Sam cho đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và khống chế. Đối với trường hợp khách ở xa, chưa nắm thông tin mà vẫn đến khu du lịch quốc gia núi Sam để tham quan chiêm bái, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc sẽ vận động giải thích để du khách hiểu và dừng tham quan cho đến khi có thông báo mới. Khu du lịch quốc gia núi Sam được xem là trung tâm du lịch văn hóa tâm linh lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trung bình mỗi năm, khu du lịch quốc gia núi Sam đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch. Việc tạm dừng đón khách tham quan, chiêm bái tại khu du lịch quốc gia núi Sam là cần thiết, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe cho du khách nói riêng, cộng đồng xã hội nói chung. Không chỉ tỉnh An Giang mà hiện nay cùng với cả nước, nhiều tỉnh thành của vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đã đề ra nhiều phương án giải pháp ứng phó với dịch COVID-19. Tại thành phố Cần Thơ, các điểm kinh doanh lớn như trung tâm thương mại, siêu thị cũng đã kích hoạt các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh. Hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị như Century City Cần Thơ, Lotte Mart Cần Thơ, Vincom Xuân Khánh Hùng Vương, MM Mega Market Hưng Lợi,
đều kích hoạt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tiêu chí 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế nhưng vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh. Ông Võ Hữu Thạch, giám đốc siêu thị của Úc Mắc Cần Thơ cho biết, ngay cả khi tình hình dịch lắng xuống nhưng siêu thị vẫn luôn thực hiện công tác phòng chống dịch ở mức cao nhất. Chẳng hạn, để đảm bảo 100% khách hàng đeo khẩu trang khi đến mua sắm, siêu thị bán lẻ khẩu trang với giá 2.000 đồng mỗi chiếc, thực hiện đo nhiệt độ. Hiện nay siêu thị còn tăng cường thêm nhân viên giao hàng để phục vụ tốt nhất cho khách hàng mua sắm trực tuyến hoặc là đặt hàng qua điện thoại. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, bên cạnh công tác phòng chống dịch, sở quan tâm chỉ đạo các đơn vị chủ động dự trữ hàng hóa, đảm bảo nguồn cung ứng đầy đủ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu và các hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, sốt giá, tăng giá đột biến khi tình hình dịch bệnh xảy ra. Ngoài công tác phòng chống dịch bệnh, hiện các em học sinh trung học phổ thông của cả nước cũng đang bước vào giai đoạn tập trung ôn thi cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Và thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có hướng dẫn bổ sung thực hiện tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ cho phép thí sinh được sử dụng chứng chỉ HSK để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể, chứng chỉ HSK được cấp bởi Trung tâm Hợp tác Giao lưu Ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài, tên tiếng Anh là Center for Language Acquisition and Cooperation. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoại ngữ là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Thí sinh được dự thi một trong 7 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật và Hàn Quốc. Ngoài ra, thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Tuy nhiên, Bộ cũng quy định hai trường hợp thí sinh được miễn thi. Thứ nhất, thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ, theo quyết định của Bộ. Thứ hai là thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ giống hoặc là khác với môn đang học tại trường phổ thông, hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6 tháng 7 năm 2021 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định. Nói tới các trường hợp được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 144 học sinh giỏi của cả nước được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng vào đại học cao đẳng năm 2021. Đây là những học sinh đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2021 và vinh dự là có một em học sinh của thành phố Cần Thơ nằm trong danh sách này. Theo danh sách, đó là các thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế ở các môn toán có 29 thí sinh, vật lý có 38 thí sinh, hóa học có 30 thí sinh, tin học có 21 thí sinh, sinh học có 26 thí sinh. Trong đó, thành phố Cần Thơ có một học sinh trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng là Đặng Lê Minh Khang. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, học viên trường đại học, trường cao đẳng thực hiện việc miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng những thí sinh này vào đại học cao đẳng năm 2021 theo quy định hiện hành. Những ngày qua, các video khiêu dâm đồi trụy lan truyền trên mạng Internet cho rằng ở quán Ba Sunny Phúc Yên đã khiến cộng đồng dậy sóng. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra xác minh, Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã cho biết các video này đều là giả mạo. Một số video được lấy từ web đen, có máy chủ đặt tại Mỹ và Nhật Bản. Cũng trong trưa 11 tháng 5, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại quán Bar Sunny theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người. Đồng thời, Cơ quan Điều tra cũng khởi tố vụ án hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ Luật Hình sự 2015. Tại Hậu Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Phú Tân vừa bắt được 4 đối tượng tham gia vụ chém một thanh niên gây thương tích nặng tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 4 đối tượng bị bắt là Nguyễn Khánh Duy, sinh năm 2002, trú xã Thới Thành, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre, Phạm Trọng Nghĩa, sinh năm 2004, Nguyễn Văn Phú, sinh năm 2003, cùng trú xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, và Lê Thành Bạc, sinh năm 2003, trú xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Theo kết quả điều tra ban đầu, do Phạm Trọng Nghĩa nhắn tin với bạn gái của một thanh niên tên Gạo nên giữa Nghĩa và Gạo xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5, sau khi nhậu, Nghĩa, Duy, Phú, Bạc cùng một số đối tượng mang theo dao, lưỡi hái, cây gỗ đi xe mô tô đến điểm hẹn với Gạo tại khu dân cư U&I, cầm hung khí tấn công nhóm 4 thanh niên đang đi bộ tại đây. Hậu quả làm một người sinh năm 2004 trọng thương và đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi vụ việc xảy ra, Nghĩa, Duy, Phú, Bạc bỏ trốn về xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thì bị bắt. Bước đầu, Lê Thành Bạc khai nhận chính y đã dùng dao chém nạn nhân gây thương tích. Kết quả xác minh cho thấy nạn nhân không có mâu thuẫn với các đối tượng. Hiện các đối tượng được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị, đây chính là hình ảnh ngón tay của một bé trai 12 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị kẹt trong ổ khóa cửa. Người nhà và nhân viên y tế địa phương cố gắng tháo ra nhưng thất bại. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ cấp cứu cố gắng đưa các dung dịch bôi trơn vào để thử rút ngón tay bé ra khỏi ổ khóa nhưng không được. Ngón tay càng phù nề nên càng bị siết chặt, bé rất đau. Cuối cùng, các bác sĩ đã phải làm gì mới có thể giải cứu được ngón tay của bé? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Bệnh nhân là bé trai 12 tuổi ngụ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, bệnh nhi đưa ngón tay vào ổ khóa tròn trong cửa bị hư và bị kẹt lại. Người nhà và nhân viên y tế địa phương cố gắng tháo ổ khóa tròn ra khỏi tay bé nhưng không thể. Sau đó, bệnh nhi được người thân đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Ekip trực cấp cứu cố gắng đưa các dung dịch bôi trơn vào để rút ngón tay bệnh nhi ra khỏi ổ khóa tròn nhưng thất bại. Do ngón tay bệnh nhi càng lúc càng phù nề nên bị siết chặt, các bác sĩ quyết định cho bệnh nhi nhập viện làm xét nghiệm tiền phẫu để chuẩn bị phương án tháo ổ khóa tròn khi đã gây mê bé trong phòng mổ. Ekip quyết định dùng máy cưa để phá ổ khóa tròn. Máy cưa sắt được một bác sĩ trong ekip đưa từ nhà lên để cưa cứu ngón tay bệnh nhi. Sau khoảng 15 phút thao tác, ekip đã cưa thành công ổ khóa tròn, cứu được ngón tay bệnh nhi an toàn. Quá là một tình huống gây nghẹt thở cho phụ huynh và các bác sĩ. Còn đây chính là hình ảnh một trong hàng loạt con bò tại địa bàn của tỉnh Gia Lai, là nguồn mưu sinh của nhiều hộ dân nơi đây lăn ra chết bất thường trong những ngày vừa qua. Đáng nói là bò chết hàng loạt không phải vì một căn bệnh lạ nào, mà nguyên nhân chính là do túi ni lông của con người vứt bừa bãi sau khi sử dụng. Hiện nay do tình hình khô hạn nên thức ăn khan hiếm, bà con chăn thả rông nên bò gặp gì ăn đó, và khi chúng ăn phải ni lông thì không tiêu hóa được, không chuyển qua được các túi để đào thải ra ngoài, làm nghẽn dạ dày, ứ hơi, dẫn đến chết. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 5, sau khi lùa 4 con bò lên núi thả, ông Ngáp, 64 tuổi, ở làng Đắc Ó, xã Con Chiên, trở về nhà mang cuốc vào rẫy chăm sóc vườn chuối mới trồng, chuẩn bị nguồn thức ăn cho chúng trong mùa khô hạn. Ông lo sợ nếu tình trạng thiếu cỏ, thiếu nước tiếp diễn, những con bò cuối cùng sẽ không còn. Giữa tháng trước, 14 con bò khỏe mạnh và không có triệu chứng gì. Song sáng hôm đó, ông Ngáp mở chuồng cho chúng đi ăn thì bất ngờ thấy con bò cái nằm bất động, và trong vòng một tuần, lần lượt 10 con lăn đùng ra chết. Những con lớn ông bán cho thương lái, con nhỏ bỏ bán trong làng. Bên trong dạ dày, ông phát hiện chứa nhiều ni lông. Được biết, trong vòng nửa tháng 4 vừa qua, làng Đắc Ó có 34 con bò bị chết, dấu hiệu chung là chướng bụng, dịch chảy ra miệng và sùi bọt. Tương tự, xã Đắc Trồi có 22 con của 18 hộ dân đã chết. Ở làng Đắc Bớt có 4 con chết trong đàn 14 con. Chính quyền xã vận động dân quân, đoàn viên thanh niên ra quân thu gom tất cả túi ni lông dọc trên các tuyến đường làng và tuyên truyền người dân không nên thả rông, tìm nguồn thức ăn và cho bò uống nước đầy đủ. Thời gian gần đây, trên địa bàn của các tỉnh miền Tây xuất hiện một số đối tượng giả mạo là cơ quan chức năng, những người tử tế vào tận nhà dân để lừa đảo. Những đối tượng này sử dụng mọi hình thức nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân nhẹ dạ cả tin. Và điển hình là vụ việc vừa xảy ra tại xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Một nữ quái đã vào tận nhà dân tự xưng là cán bộ đi xin tiền ủng hộ quyên góp giúp đỡ trẻ em. Người đây còn chuẩn bị cả giấy tờ giới thiệu để lừa đảo, thưa quý vị. Trên màn hình là người phụ nữ mặc đồ công sở lịch sự như công chức nhà nước, chạy xe Silverado màu đỏ đen tới nhà dân làm một cửa hàng bán thiết bị sử dụng cho điện thoại. Chị ta tự xưng là cán bộ đi xin tiền ủng hộ quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo. Người này còn chuẩn bị cả giấy tờ giới thiệu ghi làm giả sau khi trao đổi với chủ nhà, và chủ nhà nghi ngờ không ủng hộ nên đã bỏ đi. Qua vụ việc này, camera nóng khuyến cáo bà con cần đề cao cảnh giác khi thấy đối tượng lạ tự xưng là cán bộ, cần nhanh trí tìm cách gọi điện thoại báo cơ quan chức năng gần nhất tới để xử lý. Diễn biến vụ việc được camera hành trình gắn trên xe ô tô chạy phía sau quay lại cảnh hai đối tượng thanh niên cao to điều khiển xe máy lạng lách áp sát hai người đàn ông chạy song song. Tên ngồi sau bất ngờ đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ người cầm lái, cú giật mạnh khiến hai nạn nhân té ngã ra đường ngay trước đầu xe khác, rất nguy hiểm. Ngay khi các đối tượng tẩu thoát thì xuất hiện hai thanh niên khác có dấu hiệu khả nghi, phát hiện vụ việc nhưng không bị bất ngờ mà còn tăng tốc bỏ chạy theo đối tượng. Nhiều khả năng đây là những tên đồng bọn làm nhiệm vụ cản địa. Thưa quý vị,
Trên những con đường dọc ngang của đất nước, đặc biệt là tại các tỉnh miền Tây, thì chúng ta thi thoảng vẫn gặp những bình nước uống miễn phí để trên hè phố, và tất nhiên là dành cho những vị khách qua đường và dành cho những người nghèo. Phải công nhận đó là những cốc nước xoa dịu cơn khát cho những người nghèo đang chật vật mưu sinh ngoài trời nắng gắt và cả những người đi du lịch nữa. Vậy mà Đào Duy và quý vị có biết không ạ, đến những bình nước từ thiện miễn phí như vậy để ngay trước đường mà bọn trộm cũng lấy mất. Sau đây là những hình ảnh mà camera nóng đã ghi nhận được. Sự việc xảy ra tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, như quý vị đang thấy trên màn hình là một đôi nam nữ chạy xe rim cũ tới một nhà dân. Người nữ bước xuống chắc là để lấy nước uống, nhưng không ngờ chị ta lại bưng luôn cái bình nước, rồi cả hai leo lên xe chạy đi. Không hiểu là cặp đôi này thiếu thốn gì tới mức mà cái bình nước từ thiện cũng không buông tha. Ngày nay khi mà đảo chích mọc nhiều như nấm sau mưa thì phụ nữ cũng táo tợn và manh động không kém gì đàn ông, đúng không thưa quý vị? Cũng như nữ quái trộm bình nước vừa rồi thì nữ quái sau đây đã dùng thủ thuật là cậy cửa để trộm cắp tài sản của người dân, rất chuyên nghiệp. Sự việc xảy ra cách đây vài ngày tại hẻm 225 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp nam nữ đi xe Novo sau khi chạy tới trước nhà dân, người nữ ngồi sau dùng kìm để cắt ổ khóa, hành động chỉ thấy ở những đối tượng nam. Nhưng không hiểu sao, sau khi bẻ khóa thành công, cặp đôi đã bỏ đi mà không vào trong để cuỗm tài sản. Cụ thể, trong clip dưới đây, gia đình để ô tô trong sân nhưng quên không đóng cửa xe lẫn cửa cổng. Đứa trẻ tò mò leo lên ô tô nghịch mà không có ai bên cạnh giám sát. Chiếc xe cứ thế từ từ trôi ra ngoài đường. Phát hiện sự cố, ông bố vội lao từ trong nhà ra ngoài. Đang tìm khách dừng chiếc xe thì ông bố lại quay về phía đứa trẻ đang nép vào lòng mẹ để quát mắng, đánh vào mông con cho thỏa cơn giận, trong khi chiếc xe vẫn tiếp tục trôi. May mắn mọi chuyện không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng lỗi xuất phát từ sự bất cẩn trước đáng trách của người lớn mà ông bố lại trút giận lên con mình, thì điều này quả là đáng trách. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm phát triển kinh tế lớn nhất nhì cả nước, hiện đang phải nhức đầu với tình trạng treo dán quảng cáo sai quy định từ nhiều năm nay, ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị. Và vấn đề mà Như Nguyễn vừa đề cập vốn là câu chuyện bàn muôn thuở không hết. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp chế tài mạnh tay hơn nữa để giải quyết tình trạng này. Tình trạng loạn quảng cáo nơi công cộng đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ hàng chục năm nay. Trong đó quảng cáo khoan cắt bê tông tồn tại lâu năm nhất. Nạn khoan cắt bê tông dù được xử lý liên tục, tăng mức chế tài, thậm chí được đưa ra nghị trường thành phố, song đến nay vẫn chưa thể dẹp được. Mùa dịch Covid, rác quảng cáo càng trầm trọng hơn khi nhiều mặt hàng phải đóng cửa, bỏ hoang, trở thành điểm lý tưởng cho treo dán quảng cáo. Không chỉ dán quảng cáo thường được tranh thủ vào ban đêm, điểm vắng người, mà các đối tượng thường thực hiện là sinh viên, học sinh, lao động tự do được thuê dán, không có điều kiện kinh tế để thực hiện, mức phạt hành chính vài triệu đồng. Các phường xã thì không đủ lực lượng để tuần tra, phát hiện xử lý. Cái việc xử lý nó cũng thực sự ra mình cũng vẫn bám theo quy định, nhưng mà đối với người mà bị vi phạm thì cũng rất khó theo cái việc mà thực hiện cái đóng xử phạt. Thì phường cũng phát huy lực lượng công an phường thì là có cái hệ thống camera an ninh giám sát, đó cũng là một cái kinh để mà thu thập cái tài liệu cũng như là theo dõi cái tình hoạt động để kịp thời xử lý. Để ngăn chặn tiến tới dẹp bỏ rác quảng cáo vì một thành phố Hồ Chí Minh, thành phố văn minh, hiện đại, việc cương quyết xử lý đối với các hành vi treo dán quảng cáo sai quy định cần có sự phối hợp một cách đồng bộ và triệt để hơn nữa giữa các cơ quan chức năng. Xử lý cả người treo dán quảng cáo lẫn đối tượng đứng sau, tức là chủ các sản phẩm dịch vụ được quảng cáo. Khởi nghiệp với nghề sửa xe từ năm 21 tuổi, anh Trần Ngọc Bình, chủ tiệm sửa xe Bình Xe Cổ ở đường Lê Anh Xuân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, được nhiều người biết đến với biệt tài phục chế xe cổ. Anh đã phục hồi những chiếc xe cổ với dáng vẻ thanh lịch cho những người yêu thích loại xe này. Và có người gọi anh là người có đôi bàn tay phù thủy của xe cổ để chúng được sống mãi theo thời gian. Xin mời quý vị cùng với MC Minh Toàn gặp gỡ người đặc biệt này nhé. Thưa quý vị, những chiếc xe này từng là những xác xe động nát, thế nhưng qua đôi bàn tay của anh Trần Ngọc Bình lại khoác lên cho mình một dáng dấp mới. Và anh được nhiều người gọi là bác sĩ rất mát tai trong việc phục hồi những chiếc xe cổ hơn 20 năm qua tại thành phố Cần Thơ.
nằm trên đường Lê Anh Xuân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Căn tiệm nhỏ của Bình xe cổ luôn thu hút sự chú ý của nhiều người. Nơi đây chuyên chữa bệnh cho các dòng xe cổ như Mobilet, Sass Vespa. Qua đôi tay tài hoa của anh, những chiếc xe tưởng như bán phế liệu đã trở thành hàng độc mà vẫn giữ được dáng cổ xưa. Đam mê xe cổ từ khi còn là một cậu học trò, anh đã mày mò tìm hiểu rồi tầm sư ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 16 tuổi đã sửa được những chiếc xe đầu tiên. Nhận thấy nhu cầu của khách, anh mở tiệm rồi mày mò phục chế xe cổ. Mỗi xe mình mua về nhiều khi là ba chiếc, bốn chiếc mình mới sàn lên một chiếc đồ phụ tùng. Mà nó khó là lúc đó mới vô chơi hay khó là vậy. Còn bây giờ ví dụ mua một cái xác xe này về hư thì mình làm đồng lại. Rồi đồ phụ tùng đó thì có sản xuất lại rồi, bởi vì nó rất là dễ. Có người nói nó trời xe này giờ ai mà chạy nữa. Còn có đồ phụ tùng đâu mà thay thế. Cái thứ ba đó là nó khó sửa nữa. Nhưng mà cái đam mê mình vượt được hết, làm được hết tới ngày hôm nay luôn. Lúc đầu mình về mình làm nó cũng chán nản lắm. Tại sửa không được. Nếu mà sửa rồi cũng không có khách hàng để chơi nữa. Mà khách hàng người ta chơi, người ta nói là xe này chạy không ngon, chạy không được, người ta cũng không chơi nữa. Mình quyết tâm mình làm, học hỏi thêm và làm tới ngày hôm nay được. Thì mình có khách hàng là do mình là làm tốt, nhất thứ hai là chất lượng. Xe được giao phục chế thường đã cũ nát. Trên nền đó, anh Bình phải dành thời gian để săn tìm phụ tùng, cân chỉnh, chạy thử nghiệm. Thông thường phục chế một chiếc xe mới cần ít nhất 3 xái xe cũ. Do khá mất thời gian nên mỗi tháng anh chỉ nhận sửa chữa từ 2 đến 3 xe. Khách hàng không chỉ ở Cần Thơ mà còn ở nhiều nơi trên cả nước. Tùy vào loại xe phụ tùng, công cán mà giá mỗi chiếc xe dao động khác nhau, tầm 30 đến 90 triệu đồng. Là một người có tâm với nghề và luôn giữ chữ tín, mà anh Bình ngày càng được nhiều người biết đến như một bác sĩ chuyên trị xe cổ. Cái đam mê của anh em thấy nó bùng cháy lắm mà. Nhiều khi mà xe nó xa thiệt là xa luôn, mà vẫn hai anh em vẫn phải đi. Vẫn phải đi lên chợ anh lấy xe về rồi gã gáp rồi nó săn phụ tùng. Thì khi mà chiếc xe mà gáp nhiều khi bao tháng trời chưa có phụ tùng nữa. Mình phải đi xa lắm, săn hỏi anh em đồ có đồ gì chia lại cho mình. Dán xe cổ đẹp như là mô lớn thêm một cái dán nó nét đẹp riêng. Còn ví dụ xe sát của Đức đó, thì cái nét đẹp riêng của nó, Vespa và Lam cái nét đẹp riêng của nó, nó giống như là người phụ nữ, mỗi người phụ nữ có một nét đẹp riêng là gì? Mê tới giờ luôn. Thì nó cũng vui vui cái đó, tại vì một cái xác xe mà nó đã như vậy rồi mình làm lên mình thấy nó cũng hãnh diện, cái nó vui lắm. Tại vì mình mê cái dáng nó đẹp quá, mình phải làm sao cho nó đẹp lại, nó là như vậy mình vui. Bao nhiêu năm gắn bó với xe cổ, niềm vui của anh Bình là được nhìn thấy những chiếc xe mình làm cho khách thả dáng giữa phố phường. Nếu phục chế xe cổ là nghệ thuật, thì công việc tỉ mỉ mà anh Bình đang gắn bó như một nghệ sĩ thực thụ, chính từ đam mê của anh đã góp phần khơi dậy ký ức xưa trong lòng nhiều người thông qua những chiếc xe cổ. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đào Duy và Như Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai để cùng theo dõi những thông tin nóng trong ngày.